chào quý vị khán giả đã đến với chương trình Lắng Nghe Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, có nhiều người như thế này nha, họ đã đăng ký kết hôn rồi, có con rồi, nhưng lại không muốn tổ chức đám cưới. Và Thảo Liên nghĩ đây là một chủ đề rất là thú vị. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay với tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu nha. Xin chào anh Hiếu ạ. Anh Hiếu, chào Thảo Ly. Kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Vui là con gái ha, vui là con gái ha, 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 ha. Trời ơi, thiệt á. Ép! Nay làm gì mà yêu đời, ngồi hát vui con gái ha, ha, vui vậy? Đang có tin vui đó. Có tin vui hả? Chị gì vậy? Ủa, chứ em nói có tin vui, anh không nghĩ em có bầu hả? Trời đất ơi, mới đẻ rồi còn có bầu gì nữa, tào lao, bậy bạ không à. Con mình cũng lớn rồi, giờ có thêm đứa nữa vừa rồi đó. Lớn nha, mới có 9 tháng là lớn dữ. Nè, báo cho anh một tin, em mới vừa được thăng chức. Cái gì? Thăng chức hả? Ủa, em á sẽ được bổ nhiệm làm phó phòng. Em nghĩ là vài tháng sau em sẽ được lên trưởng phòng đó. Em thấy chưa, có đứa con đang mọi thứ nó suôn sẻ ghê không? Em có tin vui rồi thì anh cũng có tin vui báo em. Anh mới thăng chức hả? Trời ơi, thăng chức là chuyện nhỏ đâu. Chứ gì, mới thăng lương đúng không? Không có, đây nè. Đây. Gì vậy? Tin vui đây. Tên. Bạn anh mời đám cưới, vui không? Coi đi. Tự nhiên bạn mời đám cưới liên quan nhà mình mà vui. Cái hỷ sự của người ta thì mình phải vui giùm chứ bạn thân nữa. Ôi ơi, không biết từ nào mà tới phiên mình ha. Anh phải... Nói gì vậy? Không có nói nữa nha, em nói là chuyện này em với anh nói rồi. Và mình đã thống nhất với nhau rồi. Tụi mình không có cần phải đám cưới gì hết đó. Em thấy vợ chồng mình như vậy là đủ, anh hiểu không? Em nghĩ sao vậy? Cái chuyện đám cưới là cái chuyện mà anh thấy nó rất là quan trọng. Dù cho là mình bây giờ thì có con có cái rồi, nhưng mà họ hàng bà con nữa em. Cái chuyện hai đứa mình á là trước khi sinh Kobe ra là em đã nói rồi, mình tới phường mình đăng ký kết hôn, hai vợ chồng mình đã ký giấy hết rồi, thì bây giờ mình chính thức là vợ chồng của nhau thôi. Thì... đám cưới là cái hình thức thôi mà anh. Anh thấy em ngộ ghê luôn á, bao nhiêu người ta mà về người ta yêu nhau nha, mới có 1-2 năm thôi là người ta đè đầu, người ta ràng buộc cưới nhau. Còn em cái gì mà năn nỉ suốt bao nhiêu năm nay, nhất quyết không cưới là không cưới. Em có cái quan niệm của em không có giống người ta. Vợ chồng mình vui là được rồi, bạn bè quan trọng gì. Nó cũng biết tụi mình là vợ chồng mà. Mệt, em có thiệt nói một lần nói. Dạ alo. Dạ con nghe nè má. Dạ. Dạ má ơi, cái chuyện đó để có gì con báo lại má sau. Tại vì thời gian này vợ chồng con cũng bận lắm. Dạ. Dạ công việc công ty giờ này nó phức tạp lắm, cho nên là tụi con cũng bận suốt à. Để có gì thư thả rồi tụi con tính lại chuyện đó nha má. Dạ con biết rồi má. Anh má nói gì vậy? Thì má hỏi chuyện đám cưới nè. Trời ơi, nữa đấy chưa. Em đã áp lực công việc ở công ty rồi, em về nhà em phải lo cho con nữa, mà bây giờ thì có anh không thương rồi, bây giờ má cũng tạo áp lực cho em nữa là sao không hiểu. Áp lực gì thì má hỏi, là đám cưới anh đã nói rồi, nó là dạo này vợ chồng mình bận lắm không có làm được, rồi từ tính tiếp. Không có từ từ gì hết á, trong cái kế hoạch của em á, 5 năm 10 năm nữa vẫn chưa thấy cái đám cưới, anh hiểu chưa? Em phải hiểu cho ba má của anh chứ, anh là cháu đích tôn trong dòng trong họ. Bây giờ cái đám cưới là một cái rất là quan trọng để cho báo cáo với bà con dòng họ, ba má anh chờ cái ngày đó. Lỡ đâu em thấy không, cuộc sống bây giờ sống nay chết mai, em thấy chưa? Trời, nói gì ghê vậy? Anh nói thiệt mà, bây giờ có cháu ẩm bồng rồi, nhưng mà người ngoài ta nhìn vô hàng xóm láng giềng, người ta chê, người ta trách, người ta nói rồi không biết sao mà không cưới. Em không cần biết, em chỉ cần biết là bây giờ vợ chồng mình đang sống rất là hạnh phúc, vui vẻ, mình tôn trọng, rồi mình hòa hợp, mình rất là yêu thương nhau trong cái nhà này là đủ rồi. Không có cần phải đám cưới, cái đám cưới chỉ là hình thức thôi. Còn anh muốn đám cưới á, anh cưới mình anh đi. Ê, em trời ơi, đó đã chưa. Anh làm cái gì vậy? Cái chân của em chứ không phải là cái gì đâu mà anh đánh bộp vậy. Nè là... nha. Hả? Anh là nô tì đó, không có được đúng, làm đau công chúa đúng đâu. Rồi công chúa ơi, nè đó, nô tì dỗ nè đã chưa? Ổn, nhưng mà lần sau cần cố gắng tay nghề nghe không. À, công chúa sẽ thưởng cho anh. Thưởng gì vậy? Thưởng cho anh bằng một bữa cơm tự nấu. Trời đất ơi, cái gì mà kỳ cục vậy? Ai da, không biết làm nô tỳ thì đã được rồi, không biết khi nào nô tỳ mới được lên làm chồng của công chúa đây nữa. Nè, đừng có chuyện nọ sọ chuyện kia nha. Em là em nghe em hiểu hết đó, anh muốn cái gì? Thì muốn được lên làm chồng của công chúa thôi. Tại sao? Bây giờ cũng là chồng chứ bộ.
Bây giờ là chồng nhưng mà chưa có công khai, chứ nên là muốn được vậy mà. Không có công khai gì hết á, bây giờ như vậy, còn không á thì xuống làm nô tì lại. Trời ơi coi nè, tin tức giải trí nè, game show lấn át nè, quá trời game show luôn á anh ơi. Hai vợ chồng mình đi thi game show đi, ngồi làm văn phòng. Có ai nhà không ha? Dạ, ủa má. Ủa, dạ. Má lên nào má. Dạ con chào bác. Bác ngồi đây đi, con vô con pha nước. Khỏi pha. Mới kêu gì á? Dạ dạ bác. Bác. Dạ. Kèm bác ơi, ở với nhau có con, tôi có cháu kêu bằng bà rồi mà giờ vẫn kêu tôi bằng bác hả? Làm ơn đổi dùm cách xưng hô dùm cái em. Dạ dạ con xin lỗi, tại con chưa có quen cho nên là dạ má. Dạ. Vậy mới được không? Dạ. Rồi cháu nội má đâu? Dạ hôm nay bên ngoại. Dạ bên ngoại. Dạ. Qua rước về. Tại vì nhà chưa? Dạ, dạo này tụi con cũng bận á cho nên là hay gửi cháu về bển. Dạ vậy thôi, má ngồi chơi chút xíu cái mai đi về. Ủa? Tưởng có cháu nội ở chơi lâu lâu, còn có cái lát má đi về. Trời ơi má. Ủa? Sao kỳ vậy má? Ở chơi đi rồi lát hồi tụi con dẫn má đi ăn đi uống rồi mình đi chơi vòng vòng. Tại này á, bà Sáu với bà bao xe đi lên mới đi khám bệnh, cái nhớ cháu nội quá rồi cái nhảy xe theo để lên để thăm cháu nội mà giờ không có cháu nội mình lát về. Ủa vậy là chẳng qua là má sẵn tiện nó theo xe má lên vậy thôi hả, chứ không có gì hết hả? Không có quên. Dạ có lên để hỏi chuyện hai đứa nè. Dạ dạ hỏi chuyện. Ủa, gì dạ má? Dạ bác. Dạ má cứ nói đi má. Chuyện đám cưới, má tính hỏi tụi con coi chừng nào tính cái vụ đám cưới. Má con nói này, má không may má thư thả cho tụi con ít thời gian. Hiện tại là công việc tụi con đang lu bu lắm, con mới vừa được lên chức á cho nên là cái áp lực công việc nó càng nhiều. Bây giờ con muốn là xin thêm một ít thời gian nữa. Ít thời gian là bao lâu? Hỏi nó nói từ từ nó sắp xếp. Hỏi con nói từ từ, ít thời gian là bao lâu? Có thời gian cụ thể, ví dụ như bây giờ 2 tháng nè, 4 tháng nè, 6 tháng, 5 nè, hay 3 năm gì đó. Chứ chờ gì hoài đâu có được, con mòn mỏi quá con. Hay là có cái gì giấu má? Nói thiệt. Dạ. Má không phải như người ta đâu, không có phải là bảo thủ mà không cho nói. Được quyền phát biểu, nói. Tụi con không muốn đám cưới. Cái chuyện đám cưới tụi con đó, nó xa xỉ lắm. Bởi vì cái đám cưới thật ra nó chỉ là cái hình thức thôi mà má. Tụi con sống như vậy vẫn là ổn định vậy. Cái gì? Không đám cưới. Dạ. Nói vậy mà nghe được. Ở tới có con, tôi có cháu nội rồi, không cưới. Trời đất ơi, thôi. Mấy người không nghĩ, mấy người cũng nghĩ giùm cho người làm cha làm mẹ chứ. Ai đời đâu mà giờ có dâu có cháu nội mà không đám cưới rồi ăn nói làm sao với họ hàng hả? Má, tại sao mình không sống cho mình mà mình cứ phải sống vì dư luận, mình sống vì những lời bàn tán của họ hàng để làm gì? Bây giờ tụi con sống như vậy cũng ổn định vậy, tụi con cũng yêu thương nhau, tôn trọng lẫn nhau. Chứ cái đám cưới nó đâu có ảnh hưởng gì đâu má. Không, má không chịu. Má nói thiệt, cái vụ này là dứt khoát phải đám cưới. Đám cưới để cho cái thân phận làm vợ, làm chồng, làm cha cho nó rõ ràng. Với hơn nữa má không muốn cháu nội má mang họ mẹ. Không đám cưới, không làm giấy kết hôn được thì phải mang họ mẹ. Má không chịu, nha. Giấy kết hôn tụi con làm rồi, tụi con đã đi đăng ký kết hôn. Bây giờ má muốn mang họ ai á thì tụi con nghe theo ý má. Nhưng mà tuyệt đối đám cưới là con không chịu. Trời đất ơi, nói vậy sao được. Nè, má nói rồi nha, má lên đây lần này là lần chót. Nếu không có đám cưới, chia tay. Má nói thiệt, thà là má về dưới má kiếm người khác cho con, thiếu gì phụ nữ ha. Chứ bây giờ hỏi con nè, ở cho tới có con, tôi có cháu kêu bằng bà rồi mà không đám cưới làm sao? Má nói rồi. Má, một là đám cưới, hai là chia tay. Không có má con vậy tôi muốn nói chuyện với mấy người nữa. Má ơi, chạy chưa? Cũng ngộ anh ha. Thảo Ly thấy là hơi ngược ngược một chút xíu, bởi vì đa số chị em phụ nữ là muốn nhanh chính ngôn thuận. Còn đây á là mặc dù cũng đã kết hôn rồi, đăng ký kết hôn rồi, nhưng lại không muốn tổ chức đám cưới. Theo anh lý do vì sao? Với nhiều người phụ nữ hiện đại thì họ xem đám cưới không quyết định đến hạnh phúc. Thế cho nên làm đám cưới thì lại mệt, chuẩn bị đồ cưới, chuẩn bị trang điểm, mời khách, rồi phải đi gửi thiệp cho từng khách, rồi chuẩn bị tiệc, rồi tổ chức lễ, đủ thứ, mọi thứ xung quanh hết, thật cảm thấy mệt quá. Thôi bây giờ mình sống với nhau, quan trọng là hai đứa với nhau, cho nên thôi khỏi tổ chức đám cưới thì mình cũng vẫn hạnh phúc được mà. Thì đó là quan điểm của một số bạn gái hiện tại ngày nay. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số nguyên nhân nhỏ nhỏ khác. Thí dụ như là có nhiều người nổi tiếng thì họ không thích đám cưới vì họ không muốn những người khác biết. Có một số cô gái thì có một số quá khứ, cho nên là khi đám cưới thì các người yêu trong quá khứ đều lợi thế, cũng biết rồi có thể quậy phá hoặc này nó vân vân, cảm thấy không an toàn. Và một số người thì sau khi đăng ký kết hôn rồi họ đã sinh con mà bây giờ tự nhiên mặc cái bộ áo cưới,
rồi cũng công bố với bà con thiên hạ, mà trong khi con mình lại đang đứng kế bên, thì như vậy họ cảm thấy ngại, bởi vì nó ngược so với cái lối suy nghĩ thông thường của mọi người, nên họ sẽ sợ người ta dị nghị là chắc à hồi đó chạy bầu đây, hồi đó đám cưới à, chắc đã ăn cơm trước kẽn rồi mới sống chung với nhau, rồi bây giờ mới bắt đầu đám cưới đây. Thì có nhiều cô gái thì lại sợ nhạy cảm những chuyện đó, sợ người khác biết, sợ quá khứ, hoặc có thể đơn thuần chỉ là do không quan trọng cái hình thức là đám cưới, mà quan trọng là cái đời sống hôn nhân mà thôi. Và vấn đề ở đây đó chính là gia đình chồng thì gây áp lực hay khó dễ, thì theo anh là người chồng nên làm gì trong tình huống này? Mình thấy anh chồng cũng đang rất là muốn đám cưới đây. Thì nếu như mà chồng đám cưới mà vợ thì không muốn thì nó có sự mâu thuẫn. Bởi vậy cho nên mình nghĩ phải có biện pháp là mỗi bên phải lùi một bước để cả hai cùng win. Nghĩa là gì? Là à, thỏa mãn anh chồng là vẫn làm đám cưới, nhưng vẫn thỏa mãn của vợ là gì? Làm đám cưới nhỏ thôi. Ví dụ như là cô ấy sợ tốn kém thì làm nhỏ thôi, sẽ phức tạp làm đơn giản thôi, sẽ nhiều người biết thì làm bà con họ hàng rất thân thiết thôi. Đúng rồi. Thì như vậy vẫn có một cái buổi rất là ấm áp, vẫn có thể chụp hình kỷ niệm với nhau, vẫn có thể gặp gỡ bà con, và đặc biệt nữa là vẫn có thiệp mời, thiệp mừng của bà con, rồi thậm chí là được bà con hay họ là cho vàng, cho tiền, vân vân. Mình khơi gợi những cái cảnh vui vui trong đám cưới để mình tiếp thêm cho cổ những cái vitamin. Thì như vậy hóa giải được cái lần nỗi lo của cổ là sợ tốn, sợ cực, và bên cạnh đó khơi gợi thêm những cái niềm vui mà cổ có thể có trong cái đám cưới đó để cho cô ấy có thêm động lực. Thì tôi nghĩ rằng cả hai cùng win-win. Dạ, nếu mà được sự thỏa thuận giữa vợ và chồng thì không còn gì phải bàn nữa. Tuy nhiên ở đây đó chính là về phía gia đình chồng, thì theo anh là có giải pháp nào để ổn thỏa cho cả hai bên? Trường hợp gia đình chồng mà muốn làm rình rang, gia đình chồng rất là muốn tổ chức đám cưới, bởi vì đây là một cái dịp vui trong nhà của họ để lợi thế, mà chúng ta sợ cực thì sao? Thì bây giờ có một giải pháp là gì? Là nhờ cha mẹ chồng tổ chức theo ý của cha mẹ chồng. Vậy ai đi gửi thiệp, ai đặt khách sạn, ai đặt lễ, ai đặt đồ ăn, chi phí tổ chức, chi phí tổ chức, ai tạm ứng, vân 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 vân, thì cứ để bên gia đình nhà chồng, vì bên gia đình chồng muốn mà. Thì như vậy giao cái khâu tổ chức cho gia đình nhà chồng. Thì như vậy cô dâu vẫn rất là khỏe thôi, thì cứ đến ngày cứ mặc áo sa rê lên, rồi mặc đám cưới, rồi chụp hình, rồi ăn cơm, rồi cụng ly xong đi về. Và bên cạnh đó nếu như bạn không muốn công khai đến nhiều người quen, người cũ của bạn biết, thì bạn có thể hạn chế cái số lượng khách mời của bạn. Gia đình nhà chồng thì cứ mời bà con nhà chồng, còn bên ta thì chúng ta mời bao nhiêu đó là quyền của chúng ta mà. Chúng ta có thể không nhất thiết phải mời 500, 300, 200, mà có thể 100 thôi, 50 thôi cũng được. Thì như vậy chúng ta hoàn toàn kiểm soát cái lượng khách mời của mình. Cho nên là chúng ta trao quyền cho gia đình nhà chồng, thì tôi nghĩ rằng gia đình nhà chồng cũng rất là vui vẻ thôi. À, Thảo Ly còn nhớ có thêm một cái quan niệm như thế này. Nhiều người á, họ có tâm niệm là làm cái gì kín kín á, thì hai vợ chồng bền lâu. Còn nếu mà càng làm rình rang giống như mọi người ai cũng biết á, thì nguy cơ là hôn nhân không có được bền. Chắc là cũng tùy theo quan niệm và cách nhìn của mỗi người, gia cảnh của mỗi người. Thì hy vọng là qua chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ biết cách để mà trao đổi với nhau, thỏa thuận với nhau, cùng chia sẻ. Thì có lẽ là cái chuyện tổ chức đám cưới cũng là một niềm vui chung cho tất cả mọi người. Nhất là lúc này hãy hình dung đi, mình vừa là một cô dâu mà bên cạnh đó là có phù dâu, là đứa con mình nhỏ xinh trời, dễ thương cực kỳ lắm quý vị à. Hy vọng là quý vị sẽ có một đám cưới như ý nha. Xin cảm ơn tiến sĩ tâm lý Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu. Cảm ơn Thảo Ly. Và quý vị thân mến, do ngày nay rất nhiều người muốn tổ chức đám cưới cho nó rình rang, làm phức tạp hóa lên, rồi làm cực khổ cô dâu, làm kiệt sức cả đôi bên hay họ. Cho nên là có nhiều cô gái, nhiều chàng trai bỗng nhiên sợ đám cưới và chỉ muốn đăng ký kết hôn thôi. Cho nên là chúng ta không nhất thiết phải quá hình thức, không nhất thiết là phải quá tốn kém, rồi sau khi đám cưới phải nợ phải nần, mà chúng ta làm những cái tiệc cưới cho nó vừa sức của mình. Thì như vậy cả cô dâu chú rể đều cảm thấy thoải mái. Chúng ta mời những người mà mình yêu quý nhất, mời những người mà mình thân thiết nhất, để chúng ta có những lời chúc tốt đẹp và có những cái khoảnh khắc thật là kỷ niệm để đánh dấu một cái giai đoạn chính thức khi mà chúng ta sống bên nhau. Xin chúc quý vị sẽ có một đám cưới thật như ý cho cả đôi bên. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.